Ui ông ơi dậy đi. Gì ấy? Bây giờ là lúc nửa đêm đúng không? Hôm nay anh sẽ dẫn em cùng các bạn đi thăm sở thú lúc nửa đêm. Ôi trời ơi. Điên này, ngủ đây. Không, ở sở thú này á, phải đi xem buổi đêm vì ở đấy nó có những sinh vật rất là độc lạ và nó sống vào ban đêm thôi. Ok, thì các bạn nhớ ấn nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo. Còn bây giờ thì nếu như mà sở thú không hay thì em đi về ngủ ấy. Đảm bảo rất là hay, không lấy tiền. Ok. Tựa game này có tên là gì hả Ốc? Zoonomaly. Thấy chưa, đây là những cái con thú ở cái sở thú ấy đấy. Trông độc lạ chưa, trông kinh chưa? Kinh nhất là cái con bên phải màn hình này, giống y hệt anh ấy. Đâu, anh làm gì nhiều răng như nó nhiều răng này đánh tốn kem đánh răng lắm đấy các bạn ạ. Xa xa có con gì trông như gấu mà lại cao như hiêu cao cổ ấy nhỉ? Ui con này cao hơn cả cây luôn các bạn ạ. Trông anh này mặc áo như kiểu nhân viên của cái sở thú này, chắc là trông coi ở đây. Rồi bây giờ chúng ta vào xem ngoài những con này ra còn có những con gì khác nha các bạn. Ok, đây là một cái thông tin về nhiệm vụ. Mình là một người mới đấy các bạn ạ. Cái sở thú này bị tấn công bởi một con quái vật tên là Bloom Bang. Mọi người nói là con này đáng lẽ phải được nhốt ở đằng sau một cái cánh cổng và được khóa lại. Nhưng mà ai đó đã làm hỏng cái khóa và đã làm tách cái phần khóa này thành 20 phần khác nhau. Và 20 phần này nó nằm rải rác ở trong cái khu vực công viên các bạn ạ. Sở thú chứ? Sở thú. Và người ta còn giấu những cái mảnh này rất là kỹ bằng cách xây dựng những cái kiến trúc rất là lớn để làm cho chúng ta khó khăn trong việc tìm kiếm nha. Trông như kiểu mê cung á. Một thiết bị tên là Bloom Bang cung cấp những cái công cụ rất là hữu ích cho chúng ta nhá. Nó cung cấp một cái năng lượng giống như là một cái phản ứng vật lý gì đấy để bắn những cái đồ vật ra xa. Và cái màn hình xanh giúp chúng ta có thể nhìn những cái đồ vật mà bên trong bóng tối chúng ta không nhìn thấy. Nó sẽ rất là hữu ích và chúc chúng ta may mắn các bạn ạ. Xịn nha. Việc đầu tiên là phải tìm ra một cái bóng đèn để lắp vào con Bloom Bang, một cái thiết bị chúng ta cầm tay ấy các bạn. Rồi, vào rồi. Và bây giờ nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là đi tìm một cái bóng đèn và... Anh vừa nghe thì tiếng bọn thú nó kêu hay sao ấy. Tiếng điều hòa đấy. Hình như là chúng ta có thể lấy tối đa được đôi 4-5 cái bóng đèn. Và nó bảo cái này có thể bấm nút và tạo ra một cái gì đấy. Như một cái luồng khí sung điện à. Ui ôi, bắn cái cửa cái bài tiết ra kia. Ô con gì kêu? Con là nhìn lúc nhúc như là slime á. Trông mặt nó kinh quá các bạn ơi. Chưa bao giờ anh thấy một con slime nào nó to như thế này luôn. Trông giống bãi xít. Ôi giời ơi. Các bạn là sử dụng cái màn hình này để nhìn xung quanh. Đây. Gì ấy? Chắc là dùng công tắc này để mở cái cần gạt này để kéo được cái cửa nó xuống. Ngay mà. Đi thôi. Đấy. Tiếng mấy cái con slime nó kêu đấy chứ. Không phải đâu, bên trong này là sở thú. Rất nhiều con thú hay con gì đấy nó lú nó kêu lên thôi. Chúng ta sẽ đi vào sở thú và tìm ra những cái mảnh chìa khóa nha các bạn. Đây có cả con mẹ con này các bạn này. Một bầy luôn chứ phải một con đâu. Con bố đấy, con bố bên này. Vào thôi các bạn ơi. Đây rồi, cổng của nó đây. Sở thú có thật sự là đang hoạt động không? Cảm giác như là bàn ghế lung tung mà chả có ai đến cái sở thú này đâu. Tương tác được với cột đèn này. Lấy bóng đèn. Ở đây nó ghi gì đây? Here my children live. Nơi này là nơi mà lũ trẻ của tôi sống. Lũ trẻ sống ở đây? Lũ trẻ có vẻ như là thích đi sở thú các bạn ạ. Đúng rồi. Chữ rơi hết xuống rồi các bạn ạ. Chữ ở ai kia? Anh vừa thấy ai á? Ai? Làm gì có ai? Cái con giống ban đầu mà chúng ta gặp đó. Nó đây này. Hello. Có vẻ như nó đuổi mình hay sao nhỉ? Ôi, gì vậy? Chơi đâu anh vào mà chưa mua vé hay bằng. Nó dí cái mồm toàn răng của nó và nó kêu bqThanh. Và con này là một con quái vật các bạn ạ. Nó trông chừng sở thú. Nó giống như kiểu người bảo vệ nhỉ. Ai xâm nhập vào nó thịt luôn. Ui cái gì ấy? Ui đứng ở đâu ấy? Ui rồi ôi. Ui rồi. Con gì đây? Con gì quẫy đuôi ghê kìa. Ôi, mình spawn phát hình như mình vào trong khu này rồi. Từ đấy xem nào. Chúng ta đang ở cái khu này Ốc ạ. Đây, trên bản đồ đây các bạn. Và bây giờ mình phải đi tìm mà gọi là 20 mảnh chìa khóa đúng không? Đúng rồi. Những cái cột xanh xanh kia anh nghĩ là những cái mảnh chìa khóa đó ở đấy. Con này trông có cái sự hướng dẫn mình. Con này trông như con thằn lằn. Bọn này là thằn lằn dị dạng. Cái này ở đâu? Nó nằm bên này đúng không? Đúng rồi. Bây giờ lấy đi thử xem nào. Nếu anh nhìn lâu hơn một tí anh sẽ biết được đường đấy bqThanh ạ. Nhỉ. Nó ở bên trên này. Bây giờ đứng ở cái chỗ dấu X này này. Nhìn thấy chưa? Hạ xuống xong rồi tìm cách đi như thế nào. Ok, để anh kiếm thêm ít bóng đèn đã các bạn ạ. Đi sang đây kiếm đủ 5 cái bóng đèn. Và chúng ta sẽ lên trên này lấy được cái ở trên này. Thôi cứ đi thôi. Anh đoán ra hướng đi. Cứ đi đi, 4 cái là được rồi. Con này trông kinh quá. Nhưng nó không cắn đâu. Rồi, bắt đầu hành trình thôi. Nó không cắn là tốt rồi. Có mỗi chỗ này để chúng ta có thể di chuyển lên bên trên nữa các bạn ạ. Bên này chó nó còn cắn mà. Bên này không đi được rồi. Ok, chúng ta sẽ đi bên này. Cái này có thể bắn được cái này. Ồ, phải đợi lâu nha các bạn. Khi nào nó vào đâu? Đây à? Gì vậy Thành? Mình làm gì nhỉ? Ồ, đây rồi, đây rồi, đây. Anh hiểu rồi. Chúng ta sẽ nhảy lên chốc này các bạn ạ. Anh có thật sự hiểu không? Đây, đứng ở đây thôi. Mình sẽ lên được trên này. Ok, thay bóng đèn. Đúng rồi, còn chiếu sáng nữa. Chỗ này có cầu à? What? Có cầu đấy các bạn. Ồ, chỗ này có thể đi sang được này. Chỗ này có cầu luôn này. Nhưng mà đi sang đấy kiểu gì? Từ từ. Bây giờ cái này nó sẽ bật mình lên chỗ cao nhất trên kia. Mình đi cầu. Thử nhá. 1, 2, 3. Trò này chúng ta phải hơi tư duy một tí các bạn ạ. Đập bóng đèn nè. Ồ, mình lên đây rồi. Mình lên. Có một cái nạp nữa này. Có vẻ như cái ấy ở trên đầu mình. Ôi, hình như là mình bỏ qua cái gì đó các bạn. Anh đi như đi sai rồi ạ. Đây à, ở đây. Mày chìa khóa này, có lấy được không? Một cái rồi các bạn ạ. Chúng ta sẽ phải tìm những 20 cái cơ. Thế khu này chắc là hết rồi đấy nhỉ? Chắc mỗi khu nó có vài cái. Một cái thôi, anh nghĩ mỗi khu chắc có một cái. Đấy hết rồi. Đi sang chỗ khác đi. Đấy, nhiệm vụ của chúng ta đơn giản chỉ là tìm cách để lấy được đủ 20 mảnh chìa khóa để ra được cái cánh cửa chỗ nào nhỉ? Mở map ra mới biết. Bên này cũng lấy được. Bản đồ chúng ta cánh cửa nó nằm ở vị trí này này. Thế rộng lắm. Bên đây có mảnh luôn này, nhìn thấy luôn này các bạn này. Đúng rồi. Mảnh này có vẻ dễ lấy này. Đấy nè, con này nè, nó nhìn mình rồi. Nhưng mình đang ở trong chuồng thì mình sẽ không bị sao đâu. Nó không vào được trong chuồng đâu ấy. Con ngu này, mày có lâu bắt được tao. Đây là cái hình của bóng đèn đã. Thêm chuồng bên này là con gì đây? Con gì trông cute này. Trông như cục đá vậy. Đâm mặt vào hàng rào luôn. Thôi tập trung tìm đi, tí nữa sẽ phải mà. Đi xem sở thú, phải xem những con thú ở đây. Con gì đấy? Mồm nó kinh quá. Đây là con như kiểu chảy mực ấy. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ lên trên này. Thời gian phải bêu thành tào lao luôn. Con đi theo anh, con này đi theo anh. Kệ nó đi các bạn, nó không vào được đây đâu, nó cay lắm rồi. Nó đâu có đi vào được. Bây giờ nó kiểm trình rồi. Tao có súng này nè, không biết bắn cái này có tác dụng gì với nó không? Đằng sau có cái bật đấy. Bắn nó đi để bật sang bên. Nhỉ, đây mình sẽ bắn bật sang bên này, sau đó mình trèo lên mình lấy. Ok. Ui giời, không biết chơi à? Mình gặp phết đấy nhỉ. Quá đơn giản để nhìn thấy cái điều đấy đi. Nếu mà chúng ta đi sang bên này là sai nha các bạn. Nào nó bật này. Bầm. Rồi lên lấy đi. Có thế thôi mà cũng không làm được. 2/20. Rồi nhìn cái gì? Đúng là pha. What the hell? Đi ấy. Con gì kêu ấy? Nó kêu đấy, nó cười. Mình đi chỗ khác đi. Từ từ anh xem. Đi tránh nó ra nhá. Anh đi xem bản đồ nào. Đi đâu đấy? Em biết khi nào nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Mình sẽ đi sau nó. Làm sao mà nó ngờ được? Kìa thấy không, nó kìa, đó. Rồi, nó quay lại rồi, ngờ. Nó rất ngờ luôn đấy. Đây chính là cánh cửa này, mình tìm đủ 20 mảnh chìa khóa thì mình sẽ quay lại rồi. Đi đi. Nơi nguy hiểm nhất. Táo lao vừa đây. Đây là chuồng gì á? Từ từ anh lưu game cái đã các bạn ạ. Chuồng gì á? Vẫn là chuồng đấy mà. Ừ, thế thì quay đi tiếp. Anh muốn sang khu bên này xem cánh cửa như nào. Trời ơi, xem cánh cửa như nào nữa. Chưa có đây, chìa khóa hay đừng có mà mơ. Đây các bạn ơi. Nó đi rồi, nó đi rồi. Đây, đây chính là cánh cửa đấy nhá. Mày vào đây, tao có súng này. Cay chưa, cay chưa. Cay chưa, cay chưa. Có gì ấy? Có chim à? Opila. Opila. Rồi. Phải có cắn gì không? Eo. Opila kiểu gì này? Chim này là chim gì các bạn? Chim đu đu đa đa. Chim không có cánh. Chim này độc lạ quá các bạn. Thấy chưa, bảo rồi đi thăm sở thú này. Đây là con cá tây. Cá tây gì mà không có lông ốc? Gì hết chỗ để đèn rồi. Bạn okay. Lượng đèn mai. Ồ, cái này nó ở tận trên kia các ạ. Thấy chưa? Có cái cầu tàng hình ấy kìa. Nhìn thấy chưa? Đi okay. Đi. Thế bây giờ mình phải lên trên này đúng không? Nghiên cứu xem con đường nào lên nữa không. Chỉ có một đường lên thôi các bạn ạ. Một đường lên thôi. Đứng từ một góc đấy nhìn một lần nữa bằng đèn đi. Bằng đèn xanh nhìn thấy. Đây, mình bay lên trên tầng cao xem nào. Bay vào đây làm gì? Bay đứng thì treo leo thế này. Ôi. Ngẩng lên, ngẩng lên, ngẩng lên. Gì vậy? Gì vậy? Con thì kêu ấy, nó à? Cái con mặc áo vàng ấy. Nó cứ đi theo dõi mình. Đồ ăn hại. Cày quá các bạn ơi. Thế là mình chỉ được lên tới chỗ này thôi này. Ở đó xem nào, xem nào. Bây giờ anh hãy đi sang bên kia. Bây giờ anh đang nghiên cứu. Bây giờ chạy sang bên này thì sao? Chạy sang bên này thì có tí có cầu bên này sập ra. Bắn mình á. Đây, bây giờ là mình sẽ đi lên trên này. Nên lại không nhảy qua được bên này. Nó có cái cầu vô hình ấy. Có thể qua cầu vô hình. Cầu vô hình, nó bắn được sang bên này, không chạy qua lấy. Đúng. Hợp lý, thử nhá. Đấy người ta có tư duy. Anh thì có cái tư duy gì, anh có 5 duy, 6 duy, 7 duy à. Tư duy. Chuẩn chưa? Đây có cầu vô hình đúng không? Nhảy qua đây. Đúng rồi đấy, lại bay lên. Sau là mình bay lên trên này, xong mình chạy sang đúng không? Nào bật đi. Đứng vào vị trí. Rồi. Chạy sang này. Đúng rồi. Quá mượt. Nó phải thế. Nó phải gọi là đẳng cấp VIP Pro. Đây rồi. bqThanh thì rốt. Sao lấy được? Cái gì đây? Đi đến tận đây rồi không lấy được. Úi sợ, úi sợ. Lách à, lách người ta còn lách. Sụt xuống đây. Để tránh tóc cái đã, nhìn cho đẹp trai. Đêm rồi đẹp trai. Người ta gọi là đẳng cấp đó. Nhanh lên đây, về đi ngủ đây. Từ từ. Xuống đi, ui giời. Nhặt bóng đèn làm gì, nó có chỗ đâu, nhặt bóng đèn, biết ngay là nhìn thấy bóng đèn là tính nhặt mà. Ồ, bên kia có gì đây? Ủa, bên kia có chuột Mickey. Chuột Mickey hả? Ồ, hello, hello, chim cu cu cu. Chim gì? Chim chân người kìa, nhìn thấy chưa? Nhà chim chân người. Thôi đi ra khỏi đây đi. Đi ra khỏi đây các bạn. Đấy, con này trông kinh chết thì được. Đấy, nó đi ở thế. Đi sang bên chuồng con Mickey xem nào. Rẽ trái. Đi lên. Sao không đi sang trường đấy? Để sang đây trường gần. Xa mà, bên kia rõ ràng gần hơn. Con gì đây? Nó không phải chuột, nó là lợn. Mũi lợn. Đây là con khỉ phải. Cày thế nhờ. Đây, lên đấy đi. Mày lên đi, mày lên làm sao được, mày lên làm sao được. Mày lên làm sao được. Gạt cần à? Gạt cần từ từ, nhìn xem cái kia đâu. Trên này. Nó bên kia các bạn. Bây giờ mình sẽ... Kệ nó, mình nhìn trên cao rồi. Gạt cần chưa? Nhỉ, chắc có cần gạt đấy, chắc phải có tác dụng chứ. Mà đưa mình đến những cái vị trí khác. Ở đây, đây, bên này, bên này. Kệ nó. Trông mặt con này ngu như ốc ấy. Ồ, may quá, chỗ này có cầu rồi. Đi đi. Bây giờ là mình cần lên trên này. Ôi giời ơi. Ôi. Xong rồi. Chết chắc rồi. Ủa. Lên màn đường này, lên màn đường này. Ôi kìa, nhảy vội thế, bình tĩnh thôi. Sợ đấy. Lại quay làm gì nữa? Anh ngáo rồi đấy. Làm lần nữa đi. Okay. Trời ơi, bqThanh ấy. Lần nữa mới được các bạn. Lần nữa, đúng rồi đấy. Đúng mới dẫn sang đấy. Sợ mấy con thú này nó cắn vào chân cả lên. Bình tĩnh Còn khí điên. Có cầu, đi luôn đi. Ok. Ôi giời, bqThanh nhát chết các bạn ạ. Cứ làm như lần đầu tiên bị ăn lại bị ăn suốt rồi đấy còn. Lên trên này. Ok. Chờ cái này nó hình như là cầu đấy nó trượt lên xuống, anh hết đèn Thành ơi. Nhảy lên. Thôi sao? Thôi ít đèn thôi. Lấy đèn làm gì nữa, chết bây giờ đấy. Thấy chưa? Nó cười. bqThanh chơi cụt ngủ. Em quen với điều đấy thôi. Nhưng từ nãy giờ anh hơi bị cay thế này rồi đấy. Sao lại rơi chỗ này được nhớ nhỉ? Đứng vạch cao này đi. Dạ. Đứng giữa thẳng nha. Ok. Thế rồi, sắp hết đèn. Từ từ nhá, đang lên đấy. Trên này có một cái bật nữa này. Cái bật đi đâu ha? Hướng bên này. Và bây giờ chỉ còn đường đi thôi, mình thử bật hết sức rồi. Ôi, này không biết bóng đèn nữa các bạn. Rồi đứng đấy, đứng đấy. Đây, 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 đây. Đây rồi. Đây rồi. Nhảy ra, nhảy ra. Từ từ. Sao lưu game, lưu game, lưu game. Lưu game đấy nha các bạn. Set game. Yes. Từ từ bên này. Nhìn chả hiểu gì các bạn ạ. Mình cũng hết bóng đèn rồi, mình bắt buộc phải xuống. Nhìn thấy khỉ rồi. Bên phải kìa. Đây đúng không? Hệ thống này, mình muốn thử sang đấy. Bên này có vẻ nhiều bóng đèn, mình sẽ đi lấy bóng đèn. Trước khi là chạy sang bên kia các bạn. Cái gì vậy? Dưới đường à? Lồng, lồng. À, bây giờ nói chung khu bên này là mình sẽ phải làm sao để mở được cái lồng này ra. Bên này có một con bị nhốt. Đồng này. Thời cũng sẽ mở con kia luôn. Thế thôi các bạn ạ, mình chưa muốn mở con này ra vội ra. Chuồng khỉ bên này đúng không? Chuồng khỉ đây. Thế thì bây giờ mình... Điều ấy. Con này nhảy ra được không? Ok, qua được các bạn ạ. Nó kìa. Leo lên đây luôn. Bên này hình như cao cực luôn ấy. Bên này cực kỳ phức tạp luôn đấy. Đi sang, mày đi sang hả? Đâu khỉ đâu? Bắn tiếp. Khỉ đâu? Ôi giời. Ôi giời bố ơi, bố khỉ ơi. Cho con đi đi, cho con đi đi, con xin lỗi. Mình sẽ bắn tiếp vào đây. Dạ, con khỉ đây các bạn này. Đó. Ê. Chắc là anh sẽ nghĩ mình phải cố gắng đi cao nhất có thể. Mình cứ đi thật xa. Đi thật xa để trở về các bạn ạ. Mong là lên trên này rồi. Ok. Trên này có bóng đèn này. Lấy bóng đèn các bạn. Khu bên này đi đâu đây? Có một cái khác. Bên này đường cụt rồi, mình không thể đi bên này được. Mình sẽ phải đi sang bên này. Kia mạnh, kia mạnh quá kìa. Nó kia rồi, ngay kia rồi. Nhưng mà không có đường sang đấy. Thế bắt buộc phải bay từ cái kia sang. Đi sang đi, đi sang đi. Gì đấy, tí rồi. Rơi xuống là khỉ ăn thịt luôn nha các bạn. Đây. Có chỗ nào để nhảy sang được không? Không. Có cái bên này mở. Phải nhảy từ bên này qua bên này mới được. Thế bắt buộc cứ phải lên trên cao đã các bạn. Cái gì đấy? Ở phần cao nhất nha. Nhanh, đứng vào đây, nhanh. Nhảy đi đâu rồi, còn chưa biết nhảy đi đâu rồi. Chả biết ở đâu luôn. Thế rồi, lại phải nhảy cao nhất. Nhảy đi. Cái này nhảy thẳng xuống chỗ kia, chỗ giữa à? Đây à? Dưới, nhìn xuống dưới đi. Lên cao. Rồi, cứ nhảy đến cuối cái đi. Tới đâu? Trên đầu mình có một mảnh à? Hay là bóng đèn? Pam một bóng đèn các bạn ạ. Bóng đèn. Rồi sao? Nhưng mình nhảy xa đâu ạ? Em thấy bế tắc quá. Bây giờ làm sao? Mình nhảy dưới sao ấy? Lại phải xuống đây à? Thử bay chéo hách trong đường không ạ? Biết chéo đằng nào không? Ngắm chưa? Chéo bên phải, chéo bên trái. Khó lắm, nó vẫn sẽ bay vào đây không ạ? Thế bay vào đây thì chịu. Từ từ, mình đã sai đoạn nào nhỉ? Mình vừa bị bắn qua đây hay mình chỉ lên trên kia thôi? Mình vừa bị cái bên này hất sang, cái nào hất sang nhỉ? Cái bên kia. Ủa thế làm sao lên? Rồi các bạn ơi, mình thấy rồi, mình thấy điểm rồi. Có một cái ván bắt ngang đấy. Đúng rồi, mình phải đứng ở đây, mình lên trên này các bạn ạ. Đúng rồi. Hết đèn rồi. Ok. Hết đèn rồi thì làm sao? Hết đèn rồi. Lại các bạn ơi, hết đèn rồi, mình xuống lấy đèn đã. 6.5 hours later. Thì nó canh ở kia thì sao trời. Con khỉ chân đẹp tí ốc ạ. Nó bị mắc rồi. Nó bị mắc rồi. Mắc nó có bắt được mình. Đấy. Nhưng mà cái tay là cái trống. Kinh quá. Thế này thì ai mà chơi. Bắn nó đi. Người ta gọi đẳng cấp. Khỉ mắc đấy rồi. Khỉ mắc rồi. Mắc thì có sao đâu. Anh nãy giờ đâu có chết hay là rơi xuống vì khỉ đâu. Đấy. Anh sơ ý anh rơi xuống ấy chứ. Đấy, bình tĩnh, anh sẽ làm được. Ốc yên tâm đi. Các bạn yên tâm, hãy tin tưởng vào anh. Đấy chỉ là lỗi kỹ thuật thôi. Chả có gì đáng tin ở đây. Cái này là hết lực đúng không? Không biết. Xong tranh thủ lụm nó bóng đèn đấy đi. Rồi, trên này có cầu. Đúng rồi. Đứng gần thôi. Ok. Phải vừa lấy cái bóng đèn soi các bạn, không tối giờ chết. Ủa, cái này bắn đi đâu? Ủa? Không bắn đâu, chắc đi sang bên kia luôn nhỉ? Không đi sang đâu hết. Đúng rồi. Bóng đèn á? Ủa? Bóng đèn sang đây làm gì? Nếu không cái này nó bắn mình, nó sẽ hất mình bay tận bên kia. Xem có cái cầu mô hình nào, cầu vô hình nào không? Ở đây. Soi đi xem có cầu vô hình không? Ngay đấy rồi. Cái này mà nó bật sang bên này thì hay không? Nó bật sang bên kia. Mình mà vào phát nó đẩy mình, thử nhảy xuống lấy được. Gần được không ạ? Gần được. Lấy bóng đèn đi. Ồ, quả đấy gần với được luôn mà. Nhưng cũng không được rồi. Mình có sai ở chỗ nào không ta? Anh nghĩ anh thử lại phát nữa, lại khéo thì nhảy được các bạn. Ủa, tôi mắc kẹt ở đây. Pick bóng đèn, có bóng đèn ở dưới. Đâu? Ôi, đấy. Ồ, đấy. Hay. Ốc chỉ anh mới biết đấy. Nó ở dưới tầng dưới ấy. À. Cái gì đấy? Anh lên đỉnh núi luôn các bạn ạ. Soi đi, soi cầu thang vô hình xem có. Cầu thang vô hình thì không thấy, nhưng mà thấy mình đi cao nhất rồi. Ở bên con chuyển qua gì cái bên kia. Cái nào nó phải hất mình sang bên kia chứ nhỉ? Đây, cái bên này. Hất mình sang bên kia. Đằng nào đi ra con cái đấy? Nhảy xuống cái chỗ bóng đèn. Ở đây. Đây cái này hất sang bên kia đó. Chắc được. Một cái gì đấy nó phải hất mình sang bên này. Nhưng mà mình chưa nhìn ra là cái gì các bạn ạ. Lụm bóng đèn. Ok đấy, anh nghĩ cái này đấy. Lụm nốt vào kia hay thôi. Đúng không? Chắc là cái này. Nhưng mà Ốc nghĩ là có hết cỡ không? Phải hết cỡ. Xa này mà. Hy vọng là đúng các bạn ơi. Tư duy. Đúng rồi đấy. Bây giờ mà không đúng không chịu. Yes. Rồi, chắc chắn luôn. Cỡ đi. Giận rồi đấy. Lại bảo không được. Không được làm sao. Yes. 5/20 các bạn. Khó đấy nha. Chơi game này rất là khó nha các bạn. Đi sang chuồng con khác đúng không? Rồi, tạm biệt con khỉ nha. Pepen. Khỉ bị mắc rồi các bạn. Khổ thân nó quá. Nhảy ra luôn. Mình quay lại cái chỗ lòng con này đi. Xử lý nốt đi các bạn ạ. Đi thế cho lần lượt lưu game đấy các bạn này. Đúng rồi, lưu game. Không là sao một ly đi một dạo. Ok. Sao một ly là đi tìm lại từ đầu, mệt lắm. Bên này thì không có con nào thả ra để nó cắn mình cả. Nên là mình cứ tự tin mà mình đi thôi. Thế á? Không con nào? Đúng rồi, nãy mình... Nhốt rồi, có một con này nhốt ở trong này rồi. Đây là xem nào. Và các bạn ý là cái lồng này là cái lồng mà nó giữ cái... mảnh chìa khóa. Bây giờ bắt buộc mình phải tìm cách chui vào, không chui được. Mình sẽ phải nâng cái lồng lên. Anh nghĩ là chúng ta phải nâng cái lồng này lên để cho chúng ta có thể lấy được cái này. Tìm cách lên cao á. Mà anh mấy cái bình trông giống như cái piston là cái gì á? Chắc là đấy là cái cần gạt để xử lý. Anh nghĩ là nó là một trong những cái ở đây. Cầu vô hình. Lên đi. Để xem nó là cái nào điều chỉnh đúng không? Ai biết được cái nào? Ai biết? Đi lên đi. Đi lên nhảy bừa đi. Sao mà biết được? Cái này cái gì? Ôi. Sai rồi. Ô, mình cần kéo sai một cái là mình đi luôn các bạn ạ. Kéo nha. Thôi. Đi nhảy lên trên cao nhìn. Chắc là nó không dễ như thế đâu. Làm sao một vài cái mà đã ấy luôn. Để lên trên này. Đừng có kéo linh tinh nữa nha. Kéo nữa. Ai kéo gì không? Anh có dám kéo đâu không? Nhảy sang đây được không? Cái này không phải này. Nhảy sang kia này. Anh nghĩ là nó là hai cái cần kia đấy. Thế thì phải nhảy qua đây mới nhảy sang được. Lên. Lại các bạn ơi. Mình chắc chắn mình sẽ nhảy sang được chứ mình không cần phải bay đâu. đèn đi. Phải đi lụm thêm bóng đèn các bạn ạ. Hay là không phải đi đường đấy? Thế làm sao lên được trên này? Ai biết được. Đục được cái này ra không? Làm ơn cho tôi chỉ cách cho tôi lấy được cái đấy đi. Tôi quá khổ rồi. Nó làm cho mình cái cầu để làm gì nhỉ? Cầu vô hình. Okay. Ô, cái này làm gì à? Đấy. Ô, con kia ở ngoài à? Ừ. Hết cả hồn. Đâu ấy? Nhìn xem cái này bản mình đâu. Cái này lên trên, nhảy xuống đến đây. Chả có tác dụng gì cả. Ừ. Lên chỗ khác, phải lên chỗ khác. Cái này lên trên này, xong nhảy sang đây không có tác dụng gì này. Nhảy sang bên này luôn đó các bạn. Đừng có kéo ấy. Ok. Đúng nhầm phát là cuộc đời anh thôi, xong đấy. Đúng cái này không? Không. Ôi giời ơi. Cái này. Cái này. Thôi xong anh thả nó rồi. Ôi. Anh chơi vào mắt rồi Thành ạ. Chơi vào mắt rồi. Không phải cái đấy. Dí rồi, bị dí rồi. Ủa, không phải hai cái này hả? Đúng rồi, không phải hai cái này. Mà tôi dí. Nhảy qua bên kia đi, gạt tất đi, bây giờ đằng nào là thế. Gạt hết, cái nào cũng gạt. Không được. Xài hết các bạn ạ. Tưởng hai cái đấy gần là phải hai cái đấy cơ. Bay lên. Nào, gạt luôn. Xem là cái nào. Gạt đấy. Không phải à? Ừ. Không phải hết các bạn ạ. Là cái xanh mới đúng hay sao ấy? Từ từ xem nhìn cái nào cái đúng không? Ra nhìn được cái nào cái đúng nhỉ? Không. Con úp ở đây thì chơi. Này đi. Này đi, nếu hên anh sẽ rơi xuống hầm thứ hai. Và không, anh đã su cả nàng. Anh nhìn nghe mồm nó luôn đấy bạn. Ừ. Khó thế, chả biết cái nào luôn. Mày mắc rồi, mày không bắt được tao đâu. Xài. Xài tiếp. Không đúng cái nào. Sao bên này có cái giữa này. Mình vừa ấy cái đấy đâu ạ. Rồi, cao quá rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Xanh. Ừ, đúng rồi đấy. Đi chạy chỗ cái lồng. Rồi, cái lồng biết đâu. Đúng, cái xanh đúng từ đâu. Đâu nhỉ? Cái lồng chỗ nào nhỉ? Kìa, bên trái kìa. Đây hả? Bên phải kìa. Đây hả? Đấy. Đúng rồi. Lia chậm thôi để nhìn. Chạy xuống. Nó đâu? Nó ở dưới á. Hết đèn rồi các bạn ơi. Chạy đi. Bật đèn xanh lên để soi. Nó đây này. Để đây này. Hai con, bên con trong con ngoài. Con đấy con ngoài không quan tâm. Bây giờ liều nhá. Thế bây giờ anh đứng ở đây mãi à? Chả liều đi chứ còn gì. Sợ là bị choáng đấy. Lụ. Save game ngay. Yes. Chạy. Ê. Nó vừa nữa rồi. Nhặt được mảnh là nó thả nó tha đó. Không phải đâu, nó bị mắc đấy thôi các bạn. Nó không bao giờ tha cho mình. Để thử xem có tha không nhá. Anh nhìn thì chả thấy tha đâu. Ôi nó không tha nữa rồi. Nó không tha nữa rồi. Đến quá gần rồi. Cảnh lắm rồi các bạn. Cái làm gì phí thế nhỉ? Mày nó cũng chỉ được cái lúc đấy một tí thôi. Thôi đi nhanh ra đi. Nó ăn ra bây giờ. Ra rồi các bạn ơi, tiếp tục hành trình. Con này đi từ trong rừng ra các bạn ạ. Gì ấy, bên này bên khỉ mà. Không phải khỉ đâu, bên con heo. Nhưng bây giờ chúng nó canh như này sao mà ra? Từ từ anh đứng lên đây đã. Ôi giời ơi, cái con kia nó cứ theo dõi mình. Mình chạy thẳng qua bên này đi các bạn ơi. Xuống dốc à? Gì ấy? Ui, kìa kìa, nó ngay kia các bạn. Mình đang ở đâu đây? Quay lại đi. Đúng rồi. Gì này? Con gì đấy? Lúc nãy mình vào cái chuồng này các bạn ạ. Ôi dồi ôi. Chim. Chim gì đây? Sao mà chim? Cú. Cú à? Trông như con gì ạ? Mặt cú mà. Mặt cú nhưng mà người như ếch ấy. Nó chạy đấy. À, bọn này không đuổi mình. Mình đuổi bọn này. Cay chưa? Cay chưa bạn ơi? Bạn không đuổi được tôi đâu. Nó sợ mình hả? Ừ, lần đầu tiên mình gặp con nó sợ mình các bạn ạ. Nãy giờ toàn ăn thịt mình thôi. Mày đi không? Tao bắn mày nhá. Bắn mày nhá. Đâu xem. Chìa khóa. Một mảnh chìa khóa ở trong lồng. Hình như cái lồng đấy có khóa hay sao ấy. Bị khóa mất tiêu rồi, chìa khóa lấy ở đâu bây giờ? Lấy màn hình soi xem, biết đâu chìa khóa ở đâu quanh đây. Chả thấy cái gì các bạn ạ, hay ở trong rừng. À đây, anh vừa thấy con này. À. Bắn nó đứng yên mà. Được. Phải bắn nó đứng yên không nó chạy mất các bạn ạ. Đến lấy. Lấy trên đầu ấy. Ok. Đơn giản thế. Đơn giản thế. Bọn này vừa sợ mình mà này mang chìa khóa ở trên đầu. Đây, có ai đó vừa mới đóng cái chuồng này. Chắc là mấy cái tên mặt kinh nhiều răng đấy Ốc ạ. Mấy tên canh gác của cái khu này. Rồi xong. Mảnh tiếp theo 7/20. Đây xem game đã. Ui Ốc ơi, anh thấy trên bản đồ có khu này to không biết là cái gì nhỉ? Nhà máy à? Mình vào đấy đi, hay trụ sở làm việc nhỉ? Đi vào đi, mình cũng ở gần mà. Giờ nhìn xem là hướng nào đi. Đi thẳng này các bạn. Kìa kìa, cái nhà hình hộp vuông vuông ngay trước nhìn thấy ngay luôn. Đây hả? Ui. Đi vào đi. Đi đâu ấy? Lối vào đâu? Đi đằng này mới có chứ. Đây ra mà. Đúng rồi, đấy, kia lối vào kìa. Đúng rồi các bạn ơi, sao lại có một cái nhà to ấy, nhà gì nhỉ? Cửa. Wow. À, thủy cung. Ôi dồi ôi, được đi thủy cung là ở gọi là sở thú. Toàn quái vật, không biết cá trong này có biến thành quái vật không? Soi xem. Đó, nó là cá bình thường. Cá này bình thường các bạn ạ, không phải cá quái vật. Nó bơi thành đàn luôn, cá này bắt đem đi rán ăn rất ngon. Để đây không có con cá nào. Gì vậy? Gì vậy? Cái đống gì mà sáng sáng rồi. À, con như kiểu con slime đấy các bạn. Thế rồi, chả có gì bên này. Mình hết rồi. Bây giờ mình chắc vào trong cánh cửa này thêm nữa các bạn. Không biết bên trong có cá như kiểu cá mập bạo chúa hay đâu là cửa ra mà. Cửa ra mà. Cửa này đi ra cửa ra luôn các bạn. Vào đi các bạn ơi. Bình thường ở thủy cung có một con cá gì đấy sẽ là cá to đấy các bạn. Thủy cung có nàng tiên cá. Bể to này chắc phải có con gì. Nó chỉ nó có hai cột sáng chứng tỏ là bên này có một cái và hình như bên này. Ui ôi. Cá to thế. Cá gì đây các bạn? Ôi dồi ôi, cá đột biến gen, cá như phóng xạ. Cá này cũng được. Cá gì các bạn biết bình luận dưới video nhá. Trông nó gì kiểu cá mập á. Chắc ấy nhỉ? Hay cá nhà táng. Đi vào trong. Cá nhà táng, đây có cửa. Ở đây khu vực an toàn các bạn ơi, không ai có thể đuổi mình được. Có ai đây không? Có ai đây không? Cứu tôi. Mình sẽ đi lên trên cao và đi tìm hai cái cột sáng đấy. Kìa. Ôi, nó ở trên kia. Nó ở trên cái mấy cái hành lang lơ lửng trên bể. Phải đi lên cao rồi. Ôi dồi, thế này phải lên cao nữa. Người ta thiết kế mấy cái lối đi di động ở trên bể đúng không? Ôi dồi ôi. Thế này á, trượt chân một cái là rơi xuống. Các bạn biết mình sẽ làm mồi cho cái gì rồi đấy. Mồi cho cái con vừa nãy. Cái kìa, là trượt bấm cái này. À, nó di chuyển. Được cái gì? Đi thế nào đấy? Mình thử sang cái này mà. Không sang được. Không có cái nào mà nó đi sang bên này cả. Đúng không? À, đi xa dần rồi, nó đi theo cái chiều của nó thôi. Ủa, cái đường kia kìa. Không có cái nào đi sang bên kia nên là mình phải đi đường khác. Đây à? Bấm này. Nó sẽ quay ngược lại các bạn ạ. Thế là mình sẽ... thế thì có cái nào đi được? Cái này bấm rồi mà. Mình chưa bấm cái này các bạn. À. Thế là phải xoay. Thế là có cái xoay, có cái đi. Cái ngắn thì xoay mà cái dài thì sẽ đi di chuyển. Ok. Đừng rơi xuống bể này nha các bạn nha. Các bạn biết là mình sẽ trở thành mồi cho con nào đấy. Chính là có một con cá rất to dưới kia. Cái đoạn này thì nhân lại phải xoay cái đó. Ủa không xoay hả? Xoay hả? Thì là cái nào đâu ai biết đâu, tưởng là xoay. Đâu cái nào xoay lên cái cột sáng là cái nào ấy? Tít đầu kia cơ. Đầu kia thì tưởng có hai cái mà. Cứ đi đi linh tinh thì đã, anh chả biết nữa. Cái tưởng có hai cái. Hai cái, chắc một cái bên dưới, có một cái ở trên mặt bể này thôi. Anh nghĩ làm sao lại cho hai cái vào đấy dễ quá. Ô, đây đi kiểu gì? Cái này hết, đường cột. Đường cột à? Ô thôi xong. Thôi xong rồi. Xong rồi các bạn ơi. Mình... ai bấm cái đấy về đấy? Nó tự về. Tự về? Rồi sao đường cột rồi? Khó ấy, tự về. Bây giờ làm sao các bạn, hay nhảy xuống bể bơi thử nhá. Bơi đi. Chết đi để còn làm lại cuộc đời. Không có cái nút nào bấm bên này. Hay là đẩy, hay là bấm đèn đẩy. Bấm đèn, nhỉ, thử đèn nhá. Đèn này phải đợi một xíu rồi nó mới có tác dụng các bạn ạ. Đẩy đi. Không có tác dụng các bạn. Bây giờ anh thử bơi xuống bể nào. Đốp luôn. Đốp luôn. Nào, bắt đầu nha các bạn. Mình sẽ có thực hiện ý tưởng mới. Nhảy sang đây. Xoay. Cái này chắc chắn bên kia không đi tiếp được rồi. Mình chỉ có cách là xoay ở đây. Mình nhảy sang bên này. Tiến tiếp bên đây. Mình thấy chả khác gì. Nhỉ? Yeah. Đúng không? Xoay. À, từ từ. Anh biết rồi, chúng ta sẽ đến đoạn này, chúng ta đi sang bên này. Bên này sẽ sang bên kia. Đúng chưa? Mình sẽ không đi vào góc kia nữa các bạn ạ. Đúng rồi. Mình sẽ xoay ở đây luôn. Đúng rồi. Đấy, lúc nãy là mình đi thẳng vào góc kia xong tự tay gọi là bóp cổ. Xoay. Không phải nhảy xuống hồ để làm mồi cho cái con cá to dưới này này. Đỏ này là không đi được này. Chúng ta bắt buộc bấm vào đây để xoay sang bên này. Mình sẽ đi sang bên này các bạn ạ. Yes. Cái kia là ngay kia thôi nhưng mà không thể qua được luôn. Mình đi hơi vòng một tí. Phải đi vòng các bạn ạ. Mình phải tư duy một xíu. Không nên đi vào chỗ cây đỏ đỏ nhá. Rất là dễ dụng. Ủa đi vòng quá các bạn ơi. Rồi. Đấy. Đi vòng nhưng mà đi được là tốt rồi. Ủa nó ngay kia. Nhưng mà phải đi gọi là siêu hay vòng vèo. Trượt chân một cái là các bạn biết là mình sẽ trở thành mồi cho con cá to. Còn đấy nó bơi ở đâu không biết nhưng mà nó thấy bqThanh nhảy xuống nó đợp luôn. Thì nó to kia nó phóng một phát ra này. Xong còn gì nữa. À nhảy. Kìa rồi. Ha ha, xong rồi, tới rồi. Đấy, đi. Người ta gọi là trí thông minh. Cái gì? Mày có ốc bảo thôi. Đó. Ok, đơn giản luôn. Nhảy sang. Lưu game đi. Ok, xếp game luôn nha. Sao phải xếp chứ còn gì nữa. Bây giờ mình nhảy ngược lại. Nhảy ngược lại đúng rồi. Anh muốn đỡ cho đợp à? Không. Thế? Không ơi. Thì phải nhảy ngược lại chứ còn gì. A few moments later. Thôi đi ra khỏi đây đi. À, còn bên này nữa. Đúng rồi, mà còn này một này. Cái nữa đang chờ mình ở phía trước ấy. Một cái thì là ở trên mặt bể, còn một cái nghĩ là chúng ta sẽ đi ở đường hầm này. Trời ơi. Thủy cung độc lạ nhất thế giới. Những con cá gọi là có một con cá to nhất thế giới ở đây. Mình cũng đã đi thủy cung rồi đấy. Chỗ này á? Chỗ này hiểu. Ồ, mê cung các bạn ơi. Thẳng ấy. Mê cung. Yeah, nó ở chỗ cái sinh sảnh cùng con cá này. Đường này đi không? Đi được các bạn này. Đường này cụt. Đường này mới là cụt, anh không biết nhìn đường cụt à? Đường nào cụt, đường này đi không đúng. Đi thẳng lên. Đi thẳng lên các bạn ơi. Chắc lại phải đi vòng vòng chứ nó không cho đi thẳng được tới đấy đâu. Cụt. Ủa rồi, mình đi một hồi mình. Đây. Đấy rồi. Vòng lại. Cá đâu? Sợ gì em, cá nào trên đấy không sao đâu. Nhưng mà nhìn nó kinh ấy các bạn ạ. Con cá này nó vừa to mà trông nó đường cụt luôn. Lú như con cú rồi các bạn ơi. Cày thế nhỉ, bắn thủng cái này đâu. Anh cứ cố tình đi thế làm lệch hết cả hướng rồi, xong chả biết đi đường nào luôn đấy. Nó ngay sau cái này thôi các bạn. Đúng rồi, nhưng mà anh đi thế nó lệch hết hướng. Không làm được thế đâu, đi bình thường đi. Đây, mình vừa đi vào từ chỗ này, không đi được. Ủa, rồi bây giờ đi vào kiểu gì? Bắt buộc phải đi tít đằng kia. Đâu? Đây không có đường. Đường nào vào được nhỉ? Nó trong này. Ôi. Đường này đi vào đường bên kia. Đây. Hoàng ra đây. Đây, hoàng ra. Cần phải đi vào cái đường bên kia. Đường này đường cụt các bạn ạ. Đường cụt. Nhìn là biết rồi còn đi vào nữa. Đi cho chắc chắn. Anh không nhìn thấy à? Nhìn là biết rồi. Vì nó có ngách mà. Đường này thì hết rồi. Nó có ngách thì nó sẽ có những cái vòng cung để mình nhìn thấy là nó có ngách. Chứ không cần phải nhìn thế. Đây rồi, đây rồi. Tôi thấy rồi. Yes. Con cá này. Để bắn được con cá được không? Không bắn được đâu. Nó xa quá đấy các bạn ạ. Đây. Yeah. 9 trên 20 cái rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi ra. Biết đường ra không? Chạy lung tung nó ra được mà. Cái gì đâu. Đúng không ta? Không. Đúng mà không? Em không tin anh à? Em phải tin anh chứ. Ok, dài đấy. Rồi, lưu game cái đã. Lưu game. Rồi, khu vực mới đâu? Có cái gì kìa? Ui, một cái mảnh ở giữa rừng các bạn ạ. Chim cái vừa đấy mình vừa đi qua. Con chim ngu ngốc, đáng ghét. Bạn đồ đâu? Tôi đang đi lang thang. Ủa, có mái vòm gì không? Không biết nữa. Ủa, có một cái giữa rừng này. Hai cái hẳn hoi. Ôi. Bên này có cái nữa. Đi vào rừng coi, chưa bao giờ đi vào rừng các bạn ạ. Từ từ lấy thêm mấy cái bóng đèn đã. Mình vừa đi thủy cung thôi, mình quyết định mình sẽ đi ra. Không được các bạn ạ. Vừa đi thủy cung xong bây giờ mình sẽ đi vào rừng. Xem trong rừng có con thú gì. Một. Hai bóng đèn rồi này. Thêm một cái nữa đi. Có con gì kìa. Nhìn trông nó giống con chim lúc nãy của mình quá. À đâu, không phải của mình. Con chim lúc nãy mình lấy được một cái. Soi đi định hướng. Đây. Cái kia gần hơn, cái bên trái gần hơn hay sao ấy. Đấy. Cái đấy có vẻ to hơn đúng không? Không, cái đấy là khu khác rồi các bạn. Trong rừng này thì để xem bản đồ nào. Giống như kiểu cái đường ống này dẫn đến đấy sao ấy. Hai hướng, dãy hướng nào? Chạy thẳng đến đấy luôn, không phải rẽ. Đóng một mạch chạy tới đấy luôn. Không quan tâm đến cái đường ống hả? Không, chạy đến đấy xem nhặt luôn cho nhanh. Chắc nó không dễ dàng để cho mình việc nhặt luôn đâu các bạn ạ. Đúng rồi. Nhiều đường ống luôn ý. Ok, xa thế nhỉ. Đường ống này chắc là dẫn nước à? Hay là dẫn nhiên liệu gì đấy. Mình đã cắm mặt chạy trong rừng các bạn ạ. Các bạn biết đi rừng buổi tối sợ nhất là gì không? Chúng ta sẽ nhìn những cái lùm cây và tưởng tượng có những cái con gì đó đang chuẩn bị bắt chúng ta. Ồ, gì đây? Ồ, nó đây này. À, chúng ta cần phải tìm cái chìa khóa. Lại chìa khóa, nó lại nhốt đứa nào. Không lụm được bóng đèn đâu. Đứa nào nhốt cái chìa khóa, mảnh chìa khóa của tao thì đưa chìa khóa cho tao. Cay quá các bạn. biết tìm ở đâu bây giờ, tìm trong rừng này, rừng thì rộng. Thôi cứ đi theo đường ống này đi, anh nghĩ là nó cũng là một cái manh mối. Ồ, đây đây chìa khóa đây, chìa khóa đây. Thế hình thế nào chạy vòng vòng gặp được chìa khóa. Quay lại đi, quay lại đi. Nó chạy ngược lại theo đường này thôi. Chạy ngược lại cả nó ngoài vùng xếp rồi. Được con gì đấy ở đây sao ạ? Chạy đi, cắm mặt vào mà chạy. Quan tâm gì nữa. Dưới này cũng là một cái khu nhốt một con gì đấy và trông nó rất là nguy hiểm luôn các bạn. Thôi được rồi. Chạy đi, nó là mê cung á. Chạy thẳng, chạy thẳng, chạy thẳng tới. Tôi lấy được thêm một mảnh chìa khóa nữa các bạn ạ. Đây rồi. Đây rồi. Tới luôn, tới luôn. Chiếc chìa khóa thứ 10. Mảnh chìa khóa thứ 10. Tuyệt vời ông mặt trời luôn các bạn ạ. Vậy là mình đã tìm được 10 mảnh chìa khóa rồi đúng không? Một nửa map ở đấy. Nửa map. Rồi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay tụi mình đã kiếm được 10 trên 20 chìa khóa, được một nửa rồi các bạn ạ. Và có lẽ là tụi mình sẽ dừng video tại đây thôi vì cũng khá là muộn rồi. Tụi mình quay video đến bây giờ cũng là 0 giờ 10 phút rồi, các bạn thấy trên điện thoại của mình không? Đấy. Và đêm nay thì cũng đã dài rồi, bây giờ tạm thời chúng ta phải nghỉ ngơi để đêm mai chúng ta quay lại sở thú này tiếp nha. Đúng rồi, để còn có sức để mà chiến đấu với cả là giải mã những cái bí ẩn, lấy được những mảnh chìa khóa để nhốt lại mấy cái con mà mũ vàng và nhiều răng đáng sợ đấy. Okay. Và các bạn biết cái cốt truyện của tựa game này, các bạn bình luận ở dưới để cho tụi mình biết với nhá. Còn bây giờ bye bye, nhớ like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo đấy.